Sau khi con quái vật đỏ tấn công thì Hoshima cảm thấy hơi toang nhưng cậu vẫn tìm thấy hạt nhân rồi cắt đứt nó. Nhưng mà sau đó thì nó đã hóa khủng hơn mà tỏa ra khí nóng nhiều hơn, hiện tại lực chiến nó cũng đạt đến 9.0. Từ trong đám khói thì con quái vật đỏ xuất hiện với hình dạng to lớn như húc khổng lồ. Lúc này thì nhỏ mắt kính cũng chắc rằng đây không phải đối thủ mà đội phó có thể một mình đối phó nó nữa rồi. Trước mặt Hoshima thì nó gào thét trong điên loạn, ở phía bên kia thì Kafka cảm thấy đau đầu mà lo cho Hoshima thế nên anh ta chạy hướng về phía nó. Con quái vật đấm một cú làm chấn động một chỗ rồi Hoshima cũng lao tới mà trèo lên trên người con quái. Cậu ta dùng chiêu số 3 phản kích chém vào các bộ phận trên cơ thể nó nhưng lại không xi si nhê. Sau đó thì cậu ta cũng tấn công liên tục và rồi trực tiếp tấn công thẳng mặt nhưng lại bị nó hất ra ra. Thấy thế thì nhỏ mắt kính lại cảm thấy đội phó giỏi quá bởi vì mới đó đã thích nghi được với hình dạng kích thước mới con quái vật đỏ. Nhưng mà cậu ta vẫn không thể cắt được xuyên qua lớp giáp cứng của nó. Hiện tại thì Hoshima lùi ra xa và quyết phải lợi dụng tốc độ để đâm xuyên hạt nhân ở mạn lưng trong một cú đột nhiên thì cơ thể Hoshima đã vượt quá giới hạn chịu đựng mà hệ thống cũng đã đề xuất hoạt động giải trừ. Bởi vì nó đã quá 10 phút thế nên kích hoạt thêm sẽ nguy hiểm, mặc kệ điều đó nhưng Hoshima chắc rằng có thể sử dụng tối đa thêm một phút nữa. Con chim quái vật từ trên cũng lao xuống nhanh chóng tấn công cậu rồi tự nổ. Điều này đã tạo ra khói đen mù mịt làm cậu cảm thấy nó như tên lửa tấn công từ xa ấy, nhưng nhờ có bom khói mà có thể che mắt được tên quái vật một cách hoàn hảo. Sau đó thì Hoshima lao lên phía trên tòa nhà rồi nhảy ra tấn công từ sau lưng nhưng nó lại quay qua mà quật văng Hoshima lúc này cũng đến tối đa nên hệ thống tự động giải trừ và yêu cầu được điều trị ngay lập tức trong đám khói thì Hoshima nhớ đến lúc nhỏ cha cậu nói nếu cậu ở thời Edo thì sẽ là thần đồng và bây giờ nó đã hết thời thế nên hãy bỏ đội phòng vệ đi quay trở lại thì nhỏ mắt kính đang gào thét lên vì sợ Hoshima sẽ đang xuất trong đòn lúc nãy nhưng mà Hoshima lại đứng dậy kêu mình không sao mô vẫn còn sống đây bởi vì Hoshima đã mở khiêng chắn tối đa rồi mà cú đấm của nó vẫn đau thật rồi anh ta đứng dậy cũng không biết tính sao khi mất trạng thái tối đa bây giờ Hoshima cũng đang lo lắng cho tình hình bên ngoài. Còn con quái vật đang đập phá mọi nơi rồi Hoshima cũng bước lên trước mà nói rằng mình sẽ hoàn thành nghĩa vụ của mình ở đây thôi. Và rồi con quái vật vung luôn một cú đấm thì Hoshima cũng kịp nhảy lên mà tấn công xuống phía dưới, đòn này cũng chỉ cắt một đường thì nó cũng đã hồi phục. Thấy được điểm yếu thì con quái vật cũng quay qua mà nhắm tới Hoshima, rồi con chim cũng lao tới làm nổ tung. Lúc này Hoshima nhớ về lúc cha mình kêu từ bỏ, bởi vì ông ta thấy sức chiến đấu kích hoạt của cậu với súng ống là quá yếu. Ở thời đại này thì đó là bất lợi quá lớn bởi vì kiếm cũng chỉ là thứ rẻ rách mà không thể chạm được vào nó. Tới hiện tại thì ông cấp trên vẫn khuyên cậu bỏ cuộc vì vài năm gần đây kích thước của quái vật đang ngày càng lớn hơn. Chỉ với đao kiếm thì ông ta chắc chắn rằng cậu sẽ mất mạng sớm. Quay trở lại thì Hoshima bị hất văng những lời làm nhảm đó thì cậu đã nghe chán từ còn bé rồi, nhưng mà người đó đã nói khi nhìn vào bảng thông số của cậu. Thì đoán đây là chuyên gia đao kiếm, đó cũng chính là Mina thay vì kêu Hoshima bỏ cuộc thì cô lại muốn cậu vào đội mình bởi vì có thể quái vật nhỏ mạnh mẽ sẽ xuất hiện trong tương lai thế nên mina rất cần cậu và cô thì ngược hẳn với hoshima là hoàn toàn không thể dùng đao kiếm đến dao cầm bếp còn không cầm được lúc này mina tiến đến và muốn cả hai hợp tác trong tương lai nhiệm vụ cậu cũng sẽ là người mở đường đến tận bây giờ thì hoshima vẫn nhớ lời đó của mina và cậu quyết sẽ bảo vệ đến cùng rồi hoshima lao lên người con quái dùng thập tự chém chúng nó và nhảy xuống dùng chiêu thứ ba tiến lên cắt nó sau đó thì cậu dụng liên chảm và tuyệt kỹ sương mù để lao lên nhưng nó lại tóm được hoshima trong tay mà nắm chặt người cậu phía xa thì kafka đang cảm thấy tức giận vì nó đang nắm chặt hoshima trong tay thấy hết cách thì kafka quyết định chạy thẳng tới đó nghe xong thì ichikawa cũng hú hồn mà nói rằng giữa tình thế này mà biến hình thì không thoát nổi đâu thế nên không được đâu mặc dù thế thì kafka vẫn cảm thấy mạng sống đồng đội là quan trọng hơn thế nên kafka quyết định biến hình thì đột nhiên tất cả lại dừng lại đó chính là giọng của hoshima cậu ta chắc rằng giờ đã thắng rồi một quả bom nổ từ sau lưng thì Hoshima cũng đã thoát ra. Cậu chắc rằng ở đây căn cứ này ta có nhiệm vụ là người mở đường cho cô ấy, từ phía xa thì Mina tiếp tục nạp đạn với khẩu pháo. Bởi vì tình huống khẩn cấp nên Mina làm luôn cho lóng mà khỏi xin phép, rồi cô tiếp tục chuẩn bị. Phía dưới thì con quái cảm thấy hơi cay mà quay người lại thì nhận luôn một đòn từ Mina. Nó cũng bị đứt cánh tay mà phản đòn lại. Hiện tại tốc độ hồi phục nó cũng nhanh quá nên nhỏ mắt kính kêu Mina hạt nhân có lẽ nằm ở mạng lưng từ đốt lưng số 4 đến số 6. Bên kia thì Kafka cũng núp phía xa mà theo dõi tình hình rồi cậu lao lên. Lúc này thì Hoshima cảm thấy vẫn chưa đủ thế nên cậu ta chạy lên kích hoạt 63% sức chiến đấu mà lao tới dùng một chiêu cắt vào chân con quái. Cậu quyết định bào mòn tính năng linh động của nó. Sau đó Hoshima lao lên chém liên tục mà rơi xuống. Điều này làm nhỏ mắt kính cảm thấy cậu ta liều lĩnh quá khi đã đạt quá giới hạn sức chịu đựng rồi. Những vết thương con quái lại tiếp tục hồi phục nhanh chóng, bây giờ hoshima cũng cảm thấy không đủ sức công phá nữa thì đột nhiên kikoru từ phía sau lao lên dùng rìu chém vô nó nhưng lại bị bật ra điều này làm cho cô cảm thấy sức của mình bây giờ còn chăng gây nổi một vết xước cho nó nhưng hoshima lại lao lên mà nói cứ tiếp tục đi và mình sẽ chém lớp vỏ giáp thế nên em hãy nhắm đúng chỗ mà phang rồi cả hai cũng lao lên mà phối hợp với nhau tạo ra vết nứt lớn làm cho con quái quỵ luôn chân bây giờ cơ thể của kikoru cũng quá nhiệt chịu đứng thế nên là hoshima quyết lao lên một mình tấn công nó phía xa thì mina cũng đã bắn được vào lưng con quái để lộ hạt nhân thấy thế thì cô cũng nạp luôn đạn và ở dưới đội hỗ trợ cũng đang bắn phụ lên tấn công con quái nhỏ để yểm trợ cho cô nhưng tất cả đều chẳng si nhê gì hết và hoshima cũng kêu tấn công liên tục để ngăn chặn khả năng hồi phục sau đó thì cậu ta cũng nhảy lên mà lai đến chém quanh chân nó rồi cử động cắt đứt nhưng nó vẫn chả si nhê rồi trả đòn thì hoshima vẫn chém cho nó ra từng mảnh để minh chứng cho sự tồn tại của mình sau đó cậu nhảy ra xa thì con quái vật cũng lao đến để đớp hoshima từ phía xa thì Mina đã nạp đạn mà nhắm về phía con quái. Chỉ một cú thì nó đã banh xác ra từng mảnh, điều này làm cho tất cả đều trở lên vui mừng vì quái chính đã được hạ. Phía bên trên Mina cũng quay người rời đi, tất cả ai lấy cũng bị thương, rồi Hoshima tiến tới kéo Kikoru dậy. Từ phía xa thì bên của chúng ta khóc mà không thể kiềm chế nổi cái cảm xúc lúc này. Cậu ta cảm thấy đội trưởng Mina và đội phó Hoshima ngầu thật, đây chính là lực lượng phòng vệ mà anh ta đã ngưỡng mộ từ nhỏ. Anh cũng muốn một ngày nào đó song hành với họ. Nhưng mà nhìn cái mặt của Kafka bây giờ thì Ichikawa cảm thấy ghê lắm đấy thấy nó quá đả vãi ỏ có cần phải thế khung anh dài. Nhưng mà Kafka lại cảm thấy khứa này đang trong mút cảm xúc mà làm tao tụt nó xuống luôn đấy. Quay trở lại thì Hoshima nó mình và Mina sẽ đi xử lý đám quái dư. Mà Mina chỉ ký cái đầu mà kêu cậu ta nghỉ đi. Bởi vì hỏa lực mạnh cỡ đó nên Mina cũng chỉ còn một phần trăm là quá tải thế nên mọi người cũng kêu cô nên nghỉ ngơi sớm. Đột nhiên con hổ cảm nhận điều gì đó mà ngước lên trên con quái vật đã tạo ra một đống trứng để hất thụ lũ quái vật dư đó làm bom quái thú mà ước tính nó sẽ lên tới 20.000 tấn TNT, ngang với một quả bom hạt nhân cỡ lớn. Thấy thế thì mọi người bắn lên tạo một vụ nổ thì Mina liền kêu mọi người dừng lại mà chạy rút lui. Phía bên kia con quái vật cũng nói được mà kêu chúng ta trận này hòa rồi. Đột nhiên Kafka phóng thẳng lên phía trước. Thấy vậy thì Hosima cũng kêu cậu ta dừng lại rồi đuổi theo, nhưng Hosima lại đứng người ra mà thấy chuyển động đó của Kafka không phải chuyển động của chiến đấu kích hoạt 1% mà không thể bỏ cuộc được. Lúc này Kafka cũng biến thành quái vật số 8 rồi nhảy lên làm mọi người ngơ ngác. Nhỏ mắt kính cũng cảm thấy con quái vật này lên tới 9,8 sức mạnh chiến đấu, rồi Kafka đối mặt với quả bom mà chuẩn bị tư thế sẵn sàng. Lúc này thì Hoshima cũng đứng hình luôn mà không biết từ lúc nào đã bị anh ta thu hút đến, đến mức vô thức mà bỏ qua khả năng đó. Lúc này thì Kafka cũng nhớ tới kỳ vọng 1% từ Hoshima, điều này làm cho Kafka quyết tâm rồi cũng xin lỗi Hoshima và Kikoru nhưng mà đến mức này cậu ta cũng đã không thể che giấu được nữa. Rồi cả Ichikawa vì đã lo lắng cho cậu và cả Mina, thế nên bây giờ Kafka quyết định dùng hết sức mình. Sau đó anh ta gồng hết sức mạnh phóng ra tia lửa bay thẳng lên phía trên mà đấm vào quả bom kéo nó bay thẳng lên phía trên trời cao rồi cậu ta rơi thẳng xuống dưới. Lúc này thì Mina yêu cầu tất cả mọi người bật khiêng chắn tối đa lên và nằm xuống. Ngay lập tức quả bom cũng phát nổ tạo ra vụ nổ lớn mà Kafka vẫn đứng để che chắn cho Mina tất cả. Lúc này sau vụ nổ thì Kafka cũng cảm thấy toang rồi. Lúc này cơ thể của anh ta cũng đang bắt đầu cảm thấy run sợ hơn mà cũng biết hiểu tại sao nữa bởi vì sống chừng này tuổi đầu mà chơi mấy cái trò ngô ghê đột nhiên mina kêu tên kafka rồi tất cả chĩa súng về hương cậu thấy thế thì kafka cũng quay lại đối mặt với mina